Im re luôn ha. Con này hổm là con cà phê làm được 2 cái nè. Nay cho làm 1 cái nữa. Chào cả nhà. Chào tất cả mọi người yêu cúng nha. Hôm nay dẫn hai bé đực này đi chơi coi. Cái con cà phê sữa bên kia nó phát hiện nên nó sủa. Đó, con đó nó biết là nó có mùi đó. Nó có mùi giận nó trong đó rồi đó. Cho nó đi vệ sinh tí xíu. Rồi cho nó vô. Cho nó vô nó thăm. Cô ca bên đó nó đòi qua, nó đòi qua chơi. Mà nay đâu có cho nó qua chơi. Cô ca vô đi con. Sủa quá. Lại chơi nè. Chơi cô ca không? Cô lấy lự Unu luôn ha. Còn Hiro thì giòn giòn. Giòn giòn nhưng mà ngon lắm. Rồi vô ha. Nè, vô nè. Nè 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 nè. Cái này cái nhà đó, hai con vô hết đó. Đó, đó vô đây. Gặp nguyên một lũ tiêu nhện nhện. Gặp 7 nghìn nhện nhện đang ăn mồi. Bắt đầu thăm dò. Không dữ ghê không? Mới thăm dò không, không dữ ghê không? Con một xương. Trời ơi, con nó ngoài đây cho không đi vệ sinh, nó vô đây cái bắt đầu chỗ người ta sạch sẽ cái đi vệ sinh. Mấy con này nó uống đu hết trơn rồi cả nhà. Nó ú là nó sẽ sắp lên giống. Mạnh con nào có ăn cực mồi hả? Mà tính của nó là vậy. Cầm cục mồi á, gặm cục mồi sợ con khác giành. Nên phải hầm hừ vậy đó. Đó, đó con đi theo hả chà. Thả vậy chứ con đực á thì nó đi thăm dò. Còn con cái á thì con nào mà hả lên giống là cũng chạy lại đi tìm. Nên hả nó lên giống là biết liền. Chiều hôm nay có mồi nữa mà. Đó, nó phát hiện rồi nè. Tìm re luôn ha. Con này hổm là con cà phê làm được 2 cái nè. Nay cho làm 1 cái nữa. Chành xương ăn quá, la dữ. Bên kia ôm hả? Qua tới bên kia rồi hả? Cặp đó lên giống rồi đó. Chịu nhau rồi đó. Chứ đều chưa dính thôi. Bông. Ăn thôi, cứ lộn mì. Rồi.
Rồi. Xong bên kia rồi. Rồi, xong. Hay quá. Này. Mình không quay nhiều cảnh của tụi nó nữa. Rồi xong rồi cả nhà, được một cặp. Bao lần cuối. Không quay những cảnh của tụi nó, chỉ làm cái công việc rồi quay như thế này để nhớ lại những cái thời gian mình cho chúng vô lưu để mình biết thời gian để canh thôi cả nhà. Chứ quay nhiều quá YouTube tánh quá. Tánh quá rồi nhiều khi nó bị hư kênh với hư clip. Làm gì đánh anh cụ lưu dưới hả? Hả? Mấy con này lúc về là ăn ít lại à. Nó mập là ăn ít lại, chủ yếu là nó cạp xương nè, mấy con này mập quá trời luôn. Mà đang thay lông. Còn mấy con còn lại là cũng tương đối, ăn ít là bắt đầu mập à. Bao, không sợ. Mẹ con mình đứng đấy cũng không ai dành được cũng sủa nữa. Thiệt tình là dành mà. Dành màu thì thiệt mà. Hai con mà nó chịu nhau rồi dễ cả nha. Nó tự tìm nhau thôi. Không cần mình phải làm gì tác động vào nó hết. Thì đàn cúng phát triển tốt rồi cả nhà ơi. Nói chung là mấy con này hôm trước qua một đợt rồi. Đẻ qua một đợt rồi, giờ bắt đầu cho ra đây rồi nó lên nhóm lại. Còn ở trống thì được 2 bầy, 3 bầy nhưng thành 2 thôi. Chỉ một con đang chuẩn bị đẻ. Nay cứ phối lai rai tiếp tục nữa, cứ mỗi tháng đều có bài để cung cấp cho mọi người yêu thương con. Cả nhà có cần cúng con thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo Facebook trên màn hình nha. Cả nhà nếu thấy thích đàn cúng, thấy thích mô hình chăn nuôi của mình thì nhớ hãy bấm theo dõi, đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận nha cả nhà. Có cần kinh nghiệm chăn cúng thì mình cùng trao đổi nha. Hôm nay vừa nắng vừa mưa, nói chung là cũng đất cũng mềm có nước nên cái vườn rau này cũng khá tốt cả nhà. Mấy loại cây này cũng lên rất nhiều, có mấy cây rất cao này. Chuẩn bị bấm cho nó lùng lại để mấy con rắn mối trong đây bay ra, không biết có con nào nhảy ra được không biết. Này cũng khá, tí xíu bấm luôn. Hôm nay không có thời gian chắc mối nữa. Nhìn thấy cũng đẹp à. Giờ đợi mấy con cúng con cho nó bự lên rồi thả vào đây tiếp nè. Cho nó chơi vào buổi chiều coi nè. Khung cảnh vùng quê. Vùng trại với nhìn ra xung quanh thì cũng khá ok nha. Mát mẻ, thoáng mát. Cây trái xum xê. Rồi chiều hôm nay thì cho hai cái con cúng được giống đi thăm cái đàn cúng.
cuối cùng cũng được một lần cuối với một cặp con Hero với một con cái lần ba, coi như sau đợt này thì mình cho nó vô chuồng nghỉ bồ cũng bầu. Cứ vậy làm tới cả nhà, cứ hả phối xong bắt đầu mình cho nó vô ngủ bầu, rồi tới chừng nào nó đẻ, nó không đẻ được thì mình cho ra đi chơi tiếp. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi đàn cúng của mình nha. Cả nhà hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận nha. Cả nhà có thể xem tiếp các cái đàn cúng nhỏ của mình ở phần cuối của video. Hẹn gặp lại cả nhà nha. Nay trong cúng bự chỉ có vậy thôi. Bây giờ đợi hai cái cặp cúng này xong thì cho chúng ra, rồi nghỉ ngơi cả nhà. Chiều nay nghỉ ngơi sớm bữa. Rồi đó. Ôi ơi, cái này của cô bé này nè. Ui, chưa gặm được chưa? Nó cà lật kìa, chưa gặm được. Phải đút về con. Nằm xuống coi. Nó hay liếm vậy cả nhà. Nó không có nằm im cho con bú, mà nó liếm, còn cái con nó thì cũng lạ nữa. Không có mở miệng. Người ta đeo người ta bú hết trơn, bởi vậy ông như ông nhách vậy đó. Đưa ngay vú con không mở miệng nữa. Cho nó bú rất là khó luôn. Nuôi được cho nó bắt đầu bắt khai đó. Nó lạ vậy, bắt khai đó, chịu rồi đó. Nuôi được tới thời điểm này là chăm dữ lắm rồi cái nè. Chứ thôi là không được, còn mấy con này thôi. Để xuống là mấy ông tự rồi. Thiếu con hả con? Dưới đây nè. Rồi, xe mê rồi cả nhà, đủ rồi đó. Năm bé này giờ được tới hai mẹ nuôi lận. Tới hai mẹ nuôi nên mấy con này nó phát triển rất là ngon. Còn cái con này do nó mình mỗi lần mình vô mình cho nó bú. Mình phải tự cho nó bú. Ngoài kia có người đi hay sao vào quá. Đã ra cái này. Đó, cho nó bú rồi nó cũng im được tí xíu rồi. Bắt đầu xuống sữa hay sao, còn khúc đầu thôi. Nó không có để im. Mà cái con của nó cũng lạ. Nó bú nó lạ, người ta ngậm ngon lành. Còn nó cà giật. Nói chung á, nhìn chung là bốn con này cũng ok nha. Đó, 5 ngày người ta là u nu hết trơn. Được hai mẹ bú mà. Được tới hai mẹ nuôi à. Nó đây nè, đây nè, cái em nè. Nhìn cái mặt em nè. Dễ thương lắm. Nhưng mà con cái còn nít. Mỗi lần cho con bú cái không có nằm yên. Giỡn. Nghe ngoài có tiếng động gì là nhiều chuyện à. Phải gầy những tiếng mới bắt đầu im. Im vui. Còn ham chơi. Mấy cái chú mập mập đó là tên là hết chú này sang chú kia. Còn em này là chỉ một thôi. Nó cái đầu cá lắc. Hồi có bắt đầu vụt à. Được chưa? Hồi nãy giờ cũng lâu rồi hả con? Khoảng 15 phút ạ. Mỗi lần cho bố khoảng 15 phút. Rồi đó. Này biết hết đó. Anh mốt những lần sau rất ngon ạ. Nói chung là cũng có sữa lắm. Cũng được lắm. Nằm phê luôn hết đó. Vậy mới ngoan chứ. Nheo không ngoan bị đòn nữa đó. À, mỗi lần mỗi buổi vậy nè cả nhà. Sáng với chiều là đều có miếng phô mai nha. Lần này mình thử phô mai thì hiệu quả đó. Tương đối hiệu quả.
cái phô mai á cả nhà, nó hiệu quả hơn cái sữa. Trước đây á mình hay cho uống sữa. Con Pepsi đừng la con. À, trước đây mình cho nó uống sữa không đường á, thì mấy con nó uống nó mát, nhưng mà nó không bằng phô mai nha. Sữa tươi nhiều khi nó có một số con nó uống nó bị đi lỏng, đi phân lỏng, con mẹ chẳng con. Nhưng phô mai là hôm nay là có sữa, con phát triển cái nè. Hai con này nó chịu phát triển rồi, nó uống nu, chỉ có cái con đó nó cà giật thôi, còn lại nó uống nu hết rồi, nhìn thấy mê liền. Hiện tại giờ là năm sáu ngày tuổi rồi, bú cử cả nhà, sang qua sang lại. Con kia thì nó nuôi giỏi nên cho con kia, còn con này ngày cho bú 4 lần, sáng nè 10 giờ nè, 2 giờ nè, chiều 5 6 giờ nè. Số danh con. Ủa, số danh nhanh nè. Được kìa nè, ngày xem nè, mới có mấy ngày kìa nè, một bồng luôn, đá thì ghê thật chứ. Về vậy nè, vậy là bỏ đi vòng vòng được, dọn chuồng luôn. Nó bắt đầu nó dứt người ta đó. Nó vệ sinh, nó cũng vệ sinh, nhưng mà gái mới từ mới lớn lên không biết vệ sinh con, không có làm nhẹ nhàng mà làm ghê lắm. Làm cái đùng đùng làm hồi con ướt nhẹp luôn. Rồi nằm xuống đây Minda. Thôi được rồi, nằm xuống đây, ok xuống rồi. Ừ, cho con bú tí xíu nữa hả vệ sinh, nghe không. Ừ, nghe. Rồi nay chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà cái chăm sóc cúng thôi cả nhà, chăm sóc cúng rồi một tí ra đem ra phơi nữa nghe nha. Con này là phải nói là chăm sóc, hôm nay là chăm sóc kỹ mới được như đây nè, hy vọng là nó sẽ ngon nha. Rồi cả nhà sẽ xem các clip phơi nha, cái clip phơi trước đây hoặc là clip phơi sau, thì nói chung là 2-3 bữa mình quay cho cả nhà xem clip phơi để sự thay đổi của nó. Có thể là mình sẽ quay gửi lại các nhà cả nhà những cái clip trước khi đây hoặc là sau. Ngoan lắm cả nhà, nói chung là cũng ngoan, rất là ok, bài này cũng được đó cả nhà. Rồi để cho nó đây đi, mình đi dọn chuồng. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh, đã xem clip nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận nha cả nhà. Và nếu có thể là xem tiếp các cái phần mình phơi cúng để chăm cúng trong cái khoảnh khắc khác nha cả nhà. Phơi nãy giờ cũng lâu rồi ha. Nói chung là cũng ổn rồi đó. Mỗi lần phơi thì nó hay la, nó vắng mẹ nó, hoặc là nó hơi nóng rồi nè, nóng hơi so với cái chỗ ở trong chuồng. Phơi về thì mỗi lần phơi xong rồi là nó vô nó mạnh hơn, nó có sức đề kháng, nó mạnh hơn, nó bú nhiều hơn. Vô đi cô ca. Này cái nhà coi nè, à đây là lạp xưởng lon sô cô la cái cưng à, quá trời luôn ha, lon sô cô la. Trời ơi cái bé, cái nào la gì à, bé bên đây. Trời ơi đừng bé nó được. Ôi đây ê thôi, ôi ôi kể cái chân con hả, ôi ôi cái này kỳ quá mà, hèn chi con le không biết luôn, nó thọt cái chân xuống dưới rổ, la quá tội nghiệp ghê luôn á. Ôi cái này, cái này bề nhỏ 5 ngày cái này, nằm dài đến đã ghê à. Rồi ơi, còn bé anh đây nè, ăn về đòi ẩm hả, đã
bé đó, bé này bé đen nha, đen này hình như đen cái duy nhất, một đen cái nè, đã chưa.